trong khu vực Đông Nam Á. Malaysia có diện tích gần 330.000 km², gần bằng với diện tích Việt Nam. Dân số Malaysia khoảng hơn 26 triệu người. Quan hệ Việt Nam-Malaysia đã được thiết lập trên hàng chục năm nay và ngày càng gắn bó hơn trên nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội. Để tăng cường thêm mối quan hệ này, nhà nước ta luôn khuyến khích hỗ trợ trong nhiều lĩnh vực hoạt động nhằm quảng bá, giới thiệu về văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam đến với đất nước bạn. Nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày Việt Nam và Malaysia thiết lập quan hệ ngoại giao, trong khoảng thời gian cuối tháng 4 đầu tháng 5 năm 2008, Đại sứ quán nước ta tại Malaysia đã phối hợp với tập đoàn Genting Resource Group BHD tổ chức tuần lễ văn hóa với tên gọi Duyên dáng Việt Nam, Charming Việt Nam Week tại khu liên hợp nghỉ dưỡng mang tên thành phố giải trí Genting, cùng với sự hỗ trợ của Bộ Thống nhất Văn hóa Nghệ thuật và Di sản Malaysia. Các đơn vị phía Việt Nam như Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Văn phòng chi nhánh Malaysia của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Vina Capital. Genting Resort VXQ là một tập đoàn kinh doanh đa ngành nghề tại Malaysia. Trong lĩnh vực giải trí, kinh doanh du lịch, tập đoàn sở hữu một khu vực có tên gọi Genting, thành phố giải trí. Đây là một khu liên hợp khách sạn, khu giải trí, mua sắm khổng lồ nằm tại vùng cao nguyên Genting, rất nổi tiếng không chỉ ở Malaysia mà cả đối với du khách nước ngoài. Tại Genting đã từng tổ chức nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật, quảng bá văn hóa của nhiều quốc gia trên thế giới. Nhận thấy rằng quan hệ Malaysia-Việt Nam đang phát triển mạnh theo chiều hướng tốt đẹp, khách du lịch Việt Nam đến Malaysia ngày càng nhiều. Ban lãnh đạo tập đoàn Genting đã quyết định tổ chức tuần lễ duyên dáng Việt Nam. Điều đáng chú ý ở sự kiện này là trước đây mọi hoạt động giới thiệu quảng bá văn hóa Việt Nam ở nước ngoài đều do các cơ quan, doanh nghiệp hay các tổ chức kinh tế xã hội của Việt Nam đứng ra tổ chức. Đây là lần đầu tiên một doanh nghiệp nước ngoài đã đứng ra tổ chức hoạt động quảng bá văn hóa Việt Nam trên đất nước họ. Việc tổ chức chính là một minh chứng cho sự ủng hộ của chính phủ và người dân Malaysia đối với hoạt động ngoại giao văn hóa của nước ta. Có thể thấy, ban lãnh đạo tập đoàn Genting cũng như chính quyền và người dân Malaysia nhận thức rằng Việt Nam ngày càng trở thành một điểm nổi bật trên bản đồ thị trường du lịch thế giới. Mối quan tâm, mong muốn tìm hiểu về đất nước và con người Việt Nam của người dân Malaysia ngày càng tăng. Những hoạt động quảng bá văn hóa như tuần lễ duyên dáng Việt Nam góp phần thúc đẩy du khách Malaysia đến với Việt Nam nhiều hơn và ngược lại. Tham gia tuần lễ văn hóa duyên dáng Việt Nam có hơn 60 nghệ sĩ, ca sĩ, nghệ nhân, nhà thiết kế thời trang từ Việt Nam sang biểu diễn, cống hiến cho các bạn bè quốc tế, du khách nước ngoài cũng như những ai có mặt tại thành phố giải trí Genting trong thời gian diễn ra sự kiện này, những món ăn tinh thần đặc sắc Việt Nam. Khách tham quan cảm thấy thú vị khi tận mắt ngắm nhìn nhiều sản phẩm mang nặng hồn Việt như áo dài, đèn lồng, vải lụa, các đồ thủ công mỹ nghệ. Các nghệ sĩ biểu diễn nhiều loại hình nghệ thuật đặc sắc, các ngành nghề dân gian truyền thống như nghệ thuật vẽ tranh thư pháp hay nghề chằm nón lá, vẽ trang trí nón do các nghệ nhân nổi tiếng làng Chuông thực hiện. Nghệ nhân sẽ biểu diễn toàn bộ quá trình đan lát để tạo ra một chiếc nón lá hoàn chỉnh. Chiếc nón lá sau khi được đan xong càng đẹp hơn khi được các nghệ nhân vẽ lên trên đó những bức tranh về đất nước, về đời sống văn hóa tinh thần của người Việt Nam, như Vịnh Hạ Long, hình ảnh con trâu trên đồng ruộng, hình ảnh ngày mùa ở thôn quê, cảnh đầm sen. Tuần lễ văn hóa duyên dáng Việt Nam cũng không thể thiếu những chương trình biểu diễn ca múa nhạc dân tộc, ca múa nhạc hiện đại, chương trình biểu diễn chống hội Thăng Long sôi nổi, hay mà biểu diễn thời trang áo dài dân tộc nhẹ nhàng, lắng động, với hai bộ sưu tập lấy ý tưởng từ tranh Đông Hồ và tranh phố cổ Hà Nội. Rồi đến tiết mục múa nón của những cô gái Việt Nam trong bộ áo dài tha thước. Liên tục mỗi ngày, trong suốt thời gian diễn ra tuần lễ văn hóa, có chương trình biểu diễn múa rối nước với sân khấu nhỏ. Chương trình thực sự thu hút rất đông du khách nước ngoài đến xem. Họ cảm thấy rất ngạc nhiên, thích thú, hiểu thêm được phần nào về văn hóa Việt Nam, về loại hình nghệ thuật múa rối nước với các tiết mục chú tiểu, Lê Lợi Du Thiên.